Xin chào tất cả mọi người đã đến với Hakri Hakri Shop. Video hôm nay mình sẽ giới thiệu 4 mẫu dây chuyền có mặt hình thánh giá. Và mình sẽ so sánh cũng như là phân tích về thiết kế của 4 mẫu này để cho chúng ta có thể lựa chọn mẫu phù hợp nhất với mình. Đầu tiên là mẫu có thiết kế thánh giá 3 tầng, từ thấp lên cao, từ to đến nhỏ, có thể nói giống như là một tòa nhà cao tầng. Mẫu này có các góc cạnh vuông vức, rất là nam tính. Thánh giá ở giữa được làm xước bề mặt, còn thánh giá dưới và trên cùng thì được làm trơn, tạo ra sự khác biệt về màu sắc, làm cho tổng thể được nổi bật. Mẫu này có thiết kế rất là chắc chắn, có lỗ tròn được làm liền nguyên khối với mặt thanh giá. Phía trên là một cái khoen để cho dây sỏ xuyên vào. Mẫu này sử dụng dây là 0,3cm, chiều dài là 55cm. Tiếp theo là mẫu có thanh giá 2 tầng. Tầng thứ 3 là hình chúa. Tầng thứ 2 được làm màu trắng bạc, rất là lấp lánh, tạo điểm sáng nổi bật cho mặt thanh giá. Với mẫu thứ hai này, có chiều cao và chiều rộng đều lớn hơn so với mẫu thứ nhất. Do đó sử dụng dây cũng to hơn là 40mm, có chiều dài lên đến 60cm. Với thiết kế các găng sáng được làm nhám bề mặt, nên khi nhìn vào tổng thể rất là nổi bật. Và tất nhiên, cả 4 sản phẩm này đều được làm chung một chất liệu, đó chính là thép không rỉ, không bị oxy hóa và không gây dị ứng da, nên các bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với mẫu thứ 3. Cũng có thiết kế hình chúa, cũng có thanh giá 2 tầng, nhưng có sự khác biệt là tầng thanh giá thứ 2 có mạ màu vàng gold rất là sáng, do đó cho cảm giác sang trọng hơn, lấp lánh hơn. Chiều cao thì bằng với mẫu thứ hai, nhưng bề ngang thì ngắn hơn, do đó nhìn có vẻ gọn hơn. Các góc cạnh cũng có vẻ trơn tru hơn. Mẫu này sử dụng dây có đường kính là 40mm, chiều dài là 60cm, giống như mẫu thứ hai. Rồi, chúng ta sẽ cùng chuyển sang mẫu cuối cùng. Mẫu này có thiết kế đơn giản nhất trong 4 mẫu. Sợi ngang và sợi dọc được làm bằng sợi dây cáp. Ở 4 đầu thì được bịt 4 cái chốt chặn. Chính giữa là một khối hình chữ thập để liên kết các sợi cáp. Mẫu này có mặt nhỏ nhất, do đó dây cũng sử dụng là dây nhỏ, là 3mm, chiều dài là 55cm, giống như mẫu số 1. Tổng kết lại, nếu bạn thích mặt thanh giá to để phù hợp với vóc dáng to cao, hoặc là thích thiết kế to cho nam tính, thì bạn nên chọn mẫu số 2 hoặc là số 3. Còn nếu bạn thích sự tinh tế nhỏ nhắn hơn thì có thể chọn mẫu số 1. Nếu thích đơn giản hơn thì chọn mẫu số 4. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ trong video hôm nay. Rất cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại vào những sản phẩm tiếp theo. Để xem chi tiết giá bán thì các bạn vui lòng truy cập vào link mình để ở phần mô tả phía dưới. Rất cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào.